Trong này có một câu hỏi đại chúng có thể ngồi mình trả lời vài câu hỏi được không? Rồi, kính chào thầy, làm sao mình có thể hỏi người đã chết? Có người đòi nợ người vợ, mở ngoặc, người chồng đã chết cách đây mấy tháng. Người đó nói là chồng con thiếu người đó 2.000, nhưng người vợ biết rằng ông chồng không thiếu nợ và không thiếu vì mượn không hề có mặt người vợ. Mở ngoặc tiếp, người vợ biết là người chồng sống rất tự ái, nghĩa là vì tự ái cho nên không bao giờ mượn nợ, và người đòi nợ này không bao giờ cho người ta mượn tiền. Câu hỏi là how to connect to pass away people. Trời ơi, nói tiếng Việt sao không hiểu, ngoặc ngoặc thêm nói tiếng Anh nữa. Xin thưa là bây giờ hỏi tiếng Việt hay hỏi tiếng Anh, em cũng trả lời tiếng Tàu ngọm chi. Ngon chi à? Trời đất ơi, nếu mà em hỏi được người đã chết, em đâu làm thầy chùa. Chừng đó quý vị sẽ kêu em là thầy Pháp. Mà nếu như một vong nào mà ngồi vậy mà trả lời thì chắc gì em ngồi đó chịu nghe. Mà em có khả năng mời người đó nói chị ơi chị về đây, chồng chị sắp sửa nói chuyện với chị, thôi thầy nghe giùm con đi. Đùa cho vui thôi, nhưng mà thật sự đây cũng là một cái bây giờ không biết giải quyết sao. Mà trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra ông thầy. Nhưng mà hỏi kiểu này không phải là tra cứu mà tra tấn. Bây giờ á, người đã chết mượn tiền mà người vợ xác định rằng chồng mình không bao giờ mượn tiền, và người vợ cũng biết chắc chắn rằng người này không bao giờ cho ai mượn tiền. Mà cái khổ một cái là bây giờ không biết làm sao hỏi chồng mình có mượn tiền thiệt hay không. Tối nay Pháp Hòa sẽ trùm khăn hỏi giùm. Như ta là công chúa Thủy Tề, ở đây ai mắc bệnh nặng nề chi không? Thì không biết giải quyết làm sao ta. Thôi bây giờ cô thử làm cái này thử coi. Cô thắp hương cô khấn đi. Anh thật sự có mượn tiền ai? Nếu anh chưa siêu thoát và chưa trả, hãy về báo mộng cho em biết. Nếu anh thật sự mượn tiền của người ta mà chưa trả, thì em sẽ vì anh mà trả để anh không mang nợ người ta. Còn nếu không được nữa, nói với cái chị kia. Thôi bây giờ á, tôi không biết là chồng tôi có trả tiền cho chị không. Quên. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì khó ăn hay lộn lắm. Bây giờ á, nếu mà người đó dựng chuyện nói đi nữa, nếu cô có khả năng trả, cô trả đi. Trả để làm gì? Để cho người đó dứt cái sự dèm pha đi nói là chồng mượn tiền mà vợ không trả, nếu mình có khả năng. Còn nếu như á, mà mình nói được, mình tức
mình biết cái người kia nhất định không có trả, không có mượn, không có cho mượn. Bây giờ tôi không biết chồng tôi có mượn chị không, mà tôi không biết là chị có thật sự cho mượn không. Thôi bây giờ mình cùng phát tâm nha, tôi với chị lấy 2000 này làm từ thiện. Tôi không trả thì chị ấm ức, mà nếu tôi trả thì tôi tức quanh năm. Thôi bây giờ để chị không ấm ức mà tôi cũng không tức, mình cùng nhau tạo cái đức. Giải quyết vậy thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ tôi, nếu tôi trả thì tôi cũng rất là phiền, tại vì tôi không biết thật sự chồng tôi mượn không. Thì giờ tôi, mà tôi trả thì, còn nếu mà cái vị này muốn giải quyết, thôi biết đâu chừng, nếu ví dụ như mình không thật sự mượn, nhưng có thể đây là một món nợ của kiếp trước, trả cũng không sao hết. Nếu 2000 đó mà giải quyết mọi vấn đề ân oán cũng xứng đáng chứ chẳng sao. Nếu như tâm thức của chồng mình đã chết rồi mà cái người đó họ đặt, nếu thí dụ đây cái người này ta cố tâm ta dựng chuyện, ta cố ý ta lấy 2000 này của mình không trả, người ta chửi cái vong linh cái trong chồng mình năm này tháng kia cũng tội nghiệp ống. Thôi thì bây giờ có khả năng cứ trả, còn nếu không nữa khuyên cái người kia cùng nhau tạo phước. Còn nhưng mà theo nguyên tắc mượn thì phải trả. Mà cô có trả cô cũng đừng nghĩ cô lỗ lã, vì cô trả nợ không phải kiếp này thì chắc rằng cũng kiếp trước có người ta mới đòi. Còn nếu như người đó mà dựng chuyện đi nữa không sao hết, thay vì mình bố thí cúng dường hồi hướng cho chồng thì bây giờ đây cũng là một cái dịp để chúng ta bố thí hồi hướng công đức cho chồng, không mất đâu hết. Kính bạch thầy, có một vị bác sĩ công giáo hỏi: đạo Phật từ bi không sát sanh, nhưng nếu không dùng những con vật làm thí nghiệm, đôi khi không thành công, chúng chết, sợ thành sự thành công cứu sống ngàn người, thì sự cần thiết thử nghiệm này đối với đạo Phật sẽ có câu trả lời ra sao? Thưa đại chúng, đạo Phật chỉ khuyên chúng ta không giết người bừa bãi, không giết người để làm vui, không giết người vì hận thù. Còn nếu như một con vật chúng ta dùng nó để thử nghiệm, để cứu muôn ngàn người, thì cái điều này không thể chúng ta không làm. Bởi vì đôi lúc chúng ta phải dùng một cái gì đó để chúng ta cứu cái người khác. Ở đây không phải chúng ta giết vì chơi cho nên lòng từ bi không tổn giảm, mà chúng ta vì cứu người mà chúng ta hành động, chúng ta nghiên cứu để chúng ta tìm ra những phương thuốc. Ví dụ như hiện nay người ta đang bào chế thuốc chữa virus corona, biết đâu chừng người ta tạo cái thuốc đó người ta cũng cho những con vật nó bị trúng cái vi trùng đó rồi người ta thử thuốc, mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều, trên thế gian này muốn tìm bất cứ thứ thuốc nào đều phải có sự thí nghiệm hết. Nếu như người ta không thí nghiệm mà người ta cho mình uống thuốc á, thì người ta sẽ ở tù vì người ta làm một món thuốc mà không có kiểm chứng, không có xét nghiệm, thì chừng đó xã hội nó càng tệ hại hơn nữa, đủ thứ xảy ra nếu không có những cái quá trình đúng luật. Cái gì chúng ta làm đúng luật pháp mà không có phải là một cái hành động tội ác mà luật pháp không cho phép, thì cái đó chúng ta không có gọi là phạm luật, phạm tội gì cả. Vì luật pháp chấp nhận điều đó, cho phép điều đó. Ở bên Tích Lan á, chính quyền ra một cái lệnh là tất cả người dân không được đi săn, đi câu cá bừa bãi. Chỉ những người nào làm công ty chài lưới tôm cá để mà cung ứng thực phẩm cho thị trường ăn uống
thì người đó có giấy phép của chính quyền được làm nghề đó, còn toàn dân không được đi săn, đi bắn một cách bừa bãi. Thì cái đó là luật pháp ta cho. Pháp Hòa nói ví dụ như ở bên cái tỉnh Hải Thanh của Trung Quốc, nó sát với lại Tây Tạng, mà nó người dân Tây Tạng sống ở đó rất là nhiều. Thì cái năm động đất 2008 chết hàng ngàn người, mà cái vùng đó rất là thiếu củi lửa, cho nên người ta không có thiêu, mà người khác đất ở đó là đá sỏi không, đâu có chôn được. Thì người ta phải đem các cái xác chết này để trên núi cho chim quạ kênh kênh ăn. Mà một cái xác để như vậy làm sao nó ăn, thì buộc lòng phải chặt ra. Nhưng mà cái chặt đó không phải là người ta làm để mà vì vui, và vì giải quyết những cái thi xác này để không làm sanh lên cái nạn bệnh dịch cho cả dân chúng. Quý vị thấy là ngày nay con virus corona này đâu phải chỉ hoành hành ở tại Trung Quốc, đâu phải chỉ hoành hành ở bệnh nhân, mà ảnh hưởng cả thị trường làm ăn của cả thế giới. Vì người ta sợ bệnh, không ai dám đi chợ, không ai dám đi ăn tiệm vân vân, thì đâu phải là một chỗ mà người ta ảnh hưởng đâu. Mà bây giờ nếu mà nói thôi đừng sát sanh thì mình tự sát. Thế giới này sẽ không còn sự sống thì con người mình sẽ chết. Cho nên đạo Phật không có cái việc đóng khung, mà nếu nói đúng hơn là trong tất cả giới luật chúng ta có 4 giai đoạn hành trì, 4 phương cách để giữ giới. Một là khai, 2 là giá, 3 là trì, 4 là phạm. Khai là mở, khai là mở, không, giá là ngăn, trì là giữ, còn không sẽ phạm. Ví dụ như người đó bệnh cần phải pha thuốc với rượu, vị thầy tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì bệnh có uống rượu tỏi trong vòng 3 tháng để trị một cơn bệnh là khai. Hết bệnh rồi không được uống gọi là giá, và phải trì giới không uống rượu là trì. Còn lợi dụng tôi bệnh hoài đó là phạm, lợi dụng còn bệnh để uống rượu gọi là phạm. Quý vị nhớ vậy, khai, giá, trì, phạm, 4 cách giữ giới. Kế nữa, ngày xưa có một thầy đó, thầy bệnh, đệ tử thấy thầy đi bác sĩ hoài không hết, thì cuối cùng mới tìm ra được một phương thuốc bắc, là phải hầm một con gà để cho thầy uống với cái canh đó thì hết bệnh. Thì khi mà hầm con gà với thuốc xong thì thầy uống thì hết bệnh. Đệ tử cũng không nói gì, thì thầy mới hỏi các đệ tử là các con đã làm thuốc gì cho thầy uống mà thầy hết bệnh. Thì các người con mới nói rằng con đã chưng canh gà cho thầy uống. Ông nghe xong ông nghĩ ông phạm giới, tức ói máu chết. Khi ói máu chết á, đọa làm một loài quỷ. Quỷ này là thương tiếc, tôi là người phạm giới vân vân, cho nên dính mắt trách móc đệ tử, rồi trở lại làm một loài trong cõi âm như vậy. Thường kêu réo trong chùa ban đêm, nhức dạ ẩm kê than. Một đêm uống canh gà chết, một đêm uống canh gà chết, đêm nào cũng nghe cái tiếng rên như vậy. Thì một hôm có một vị hòa thượng đến chùa, thì các đệ tử trình cái điều đó lên, nói khuya nay thầy hòa thượng có nghe điều gì thì xin hòa thượng đừng có sợ, tại vì thầy của chúng con mới kể hết câu chuyện đó ra. Thì vị hòa thượng nói thôi được rồi, để tối nay tôi sẽ vì thầy của các ông mà tôi khai đạo. Thì đêm đó khuya lại, cái người đó cũng rên, nhức dạ ẩm kê than. Thì hòa thượng bước ra ngoài cái cửa phòng ngày, đọc lớn lên: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật vãng sanh ở phương Tây. Đọc xong rồi, cái vong linh đó, cái tâm thức người đó giải tỏa. Mình đâu có cố tình mình uống đâu. Thứ nhất là mình đâu có xúi nó, mình đâu có biểu gì, đệ tử nó thương nó làm. Mà hơn nữa cái quan trọng là bây giờ mình hết bệnh rồi, vì mình làm gì?
chứ đâu phải là mình tức tối gọi là giữ giới cái chuyện đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình cứ thoải mái đi, không phải. Nhưng có những trường hợp chúng ta phải hiểu giữ giới ở như thế nào để người ta không nhìn đạo Phật một cách máy móc. Chúng ta không có phải máy móc, mà chúng ta biết linh động uyển chuyển mọi thứ để cái đạo lý này nó được trôi chảy trong cuộc sống. Như vậy chúng ta mới định nghĩa được cái chữ đạo Phật. Đạo Phật là lý lẽ để sống. Hôm rồi Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện đó. Người ta hỏi đạo là gì? Vị Hòa Thượng trả lời: ô lộ. Ô là màu đen, tượng trưng cho con quả. Quả là màu đen. Lộ là con ngỗng, ngỗng thì màu trắng. Đạo là gì? Đạo là chân thật như con quả đen và con ngỗng trắng. Vậy thôi. Nhưng mà thay vì tôi nói với ông, đạo là chân lý, đạo là con đường, đạo là lẽ thật, đạo là lý tánh tuyệt đối, nói dài dòng, tôi nói hai con thôi: quả đen, ngỗng trắng. Ông mà người linh động nhận được. Kính bạch thầy, con là người công giáo, nhờ nhân duyên lành gặp được thầy, nhưng con tin cả hai Phật và Chúa Giêsu, vậy có đúng không? Mình tin chứ mình đâu có bán bổ đâu mà không đúng. Mình tin mà. Mà mình tin cái gì ở nơi các ngài? Mình tin các ngài dạy mình sống có nhân cách, sống có đạo đức, sống biết, bỏ ác, làm lành, chuyển hóa tâm. Thì mắc gì cũng được. Mình đi theo chùa là dấu huyền, mình đi theo Chúa là dấu sắc. Nếu mình không theo Chúa, theo chùa là mình rất chua. Trong nhà thờ đọc Amen, nhà chùa đọc A Di Đà. Hai chữ A gặp nhau là bin double E. Kính thầy, con hằng ngày lo tu tập, nhưng con thích mặc đẹp, ăn ngon, vậy có tội không? Quá thành thật. Quý vị thấy Quan Âm Thế Chí đẹp không? Mình có đẹp bằng hai cụ đó không? Vậy sao sợ tội? Quan Âm Thế Chí nghe, đeo bông, vàng vòng đeo tùm lum hết. Mình cũng lại hì hộp vậy. Tại sao Bồ Tát đeo bông? Tại sao Phật không có, Bồ Tát có? Nó cũng có cái ý của nó chứ. Bởi vì Phật là người giải thoát, cho nên chuyện vàng dòng không có dính mắc. Còn Bồ Tát là người nhập thế, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát nhập thế. Mà nhập thế là phải đeo cái này để người ta biết mình nhập thế. Nhưng mà Bồ Tát nào không mặc những cái đó? Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho xuất thế, cho nên cạo đầu mặc đồ tu. Các vị là những người cư sĩ ở đời, không thể nói tu rồi là bỏ gì. Nếu mình muốn tu cư sĩ tại gia thì mình không cái đó. Nhưng tu nó cũng chừng, nó tùy theo cái phát tâm của mình. Tu làm sao mà trắng nhờ trắng dạch, ốm o gầy mòn. Có nhiều vị nói ăn chay mà ăn mà mập, nhưng thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Trời ơi, nghe tự ái vô giờ bữa. Phải chi mà nói ăn rồi tướng hảo như thầy, nghe còn ham ăn mà mập như ông thầy vậy. Nghe chữ mập là kỳ lắm mà.
Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế. Vì xuất thế cho nên đầu cạo tóc, mặc pháp y, tay cầm tích trượng, là người xuất thế. Mà người xuất thế mới ra khỏi địa ngục. Còn Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí là các vị Bồ Tát nhập thế. Nếu không nhập mình réo ngàn chi: mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Đó, khổ kêu ngay. Mà thậm chí là bây giờ là mình thương ngài riết rồi, mình làm Đức Quan Âm đủ kiểu. Có bữa Quan Âm chân kéo lên trên, một chân thòng xuống, thõng cái tay về, hỏi cái gì đấy? Quan Âm tự tại. Mấy đứa nhỏ nó hỏi này là cái gì này? Quan Âm ready to go. Tại vì mình kêu á, mình kêu ngày cái ngày thả sẵn cái chân ngày xỏ xuống ngày đi cho nó lẹ. Vậy thưa đại chúng, là bây giờ các vị hiểu là tại sao các tượng Bồ Tát để tóc không, đeo vàng vòng không? Đó là biểu tượng Bồ Tát nhập thế. Còn cư sĩ tại gia, quý vị phát tâm tu năm giới tam quy ngũ giới bình thường, không có phải quý vị quy y rồi là quý vị bỏ hết đâu, bình thường thôi. Nhưng bây giờ có chánh niệm nè, không ăn uống bừa bãi nữa. Những cái con vật gì bình thường cuộc sống người ta nhận thôi, thí dụ như gà, vịt, cá, quý vị cứ ăn cuộc sống bình thường. Nhưng đừng có ăn những cái khủng hoảng, canh dơi, máu rắn. Những cái đó không nên ăn, vì mình là Phật tử rồi. Rồi ví dụ như hồi xưa mình chưa tu tập, mình á sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, mai làm nữa. Bây giờ mình tu rồi, thôi cái đó dẹp lại. Khi nào đám cưới, đám hỏi, đám tiệc, uống một chút xả giao. Ngày xưa xả láng, bây giờ tu rồi chỉ xả giao thôi. Đó là level của Phật tử. Còn cái chuyện mà các vị đi tiệc tùng, quý vị mặc đồ đẹp, quý vị trang sức, không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có phải là biểu mình cắt hết mấy cái đó đi, không phải vậy. Quý vị còn thích mặc đẹp có tội không? Tội gì? Tội gì đâu. Nhưng mà nếu như mình không có mà cố gắng đi mượn tiền, mượn bạc rồi chôm chĩa của người ta đeo vô, đó tội à. Có gì đeo này. Mà bây giờ không cần đeo đồ thiệt đâu. Mua mấy cái đồ vàng 10 rồi đeo. Bộ nào đeo cặp đó là đủ vui rồi, lỡ mất không tiếc. Nhưng mà mình cũng biết là đẹp cỡ nào. Thí dụ giờ mình có 5 đôi bông, đeo 1 đôi thôi chứ. Không lẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Cải lương. Thành thế Pháp Hòa hay đùa, nếu mình là Phật tử ăn mặc đúng mốt là sang, không đúng là sến. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói và chứng minh nè. Trong kinh dặn á, trước khi đi tụng kinh làm gì? Tắm gội sạch sẽ. Thì cái chữ tắm gọi sạch sẽ là gì? Là muốn cho mình phải tương tất gọn gàng. Chứ đạo Phật đâu phải dạy mình bê bối. Trước khi đi tụng kinh là súc miệng, đánh răng, rửa mặt, tắm gọi. Nhớ không? Trong sám dược sư hay kinh dược sư nói phải không? Hãy tạo đức hình tượng Đức Như Lai ấy bảy vị. Trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn. Cái lượng của mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày không dứt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chỉ cần chỉnh sửa đạo tràng, trang nghiêm đúng cách. Vậy thì chữ trang nghiêm là đẹp chứ gì nữa. Chứ đâu phải không cho mình đẹp đâu. Mặc áo tràng mà không cho giặt. Áo dài đi cưới thì ủi láng o, còn áo tràng mặc nhăn nheo đâu đúng. Áo tràng cũng phải sạch sẽ, ủi thẳng tắp đàng hoàng. Cho nên đừng có làm cái chuyện này. Hết giờ chưa? Ủa sao chưa hoài vậy? Nhiều câu hỏi quá ha.
Xin hỏi thầy, đọc kinh ở nhà và đọc kinh ở chùa có khác biệt gì không? Đọc kinh ở nhà thì có một mình đọc, còn tụng chung với chùa thì nhiều người. Vậy thì cái nếu mình tụng chung với chúng thì sao? Đó là một cái năng lực giúp cho mình dễ trong cái vấn đề hòa âm tụng niệm. Còn mình tụng ở nhà cũng không sao, nhưng mà đôi lúc mình dễ làm biến. Ví dụ như bữa tụng bữa không, còn tụng với chúng ở chùa không thể không được, không thể bỏ được. Cho nên nó có cái lợi là như vậy. Thôi một câu nữa là mình nghỉ nha, để các vị còn nghỉ ngơi, tối còn show nữa. Tối nay 7 giờ ở chùa Đức Phước, ở California nè. Đây là câu hỏi cuối cùng của một Phật tử ở đây. Con kính chúc thầy luôn được bình an, nhiều sức khỏe. Xin thầy hoan hỷ giải thích dùm hiện tượng của riêng con. Mỗi lần con ăn cơm cúng vong trong chùa hay cúng dỗ, con đều bị nôn mửa dữ dội. Ngay cả khi cơm cúng thất cho hương linh ba con cũng xảy ra như vậy. Con có nhờ các sư thầy sư cô giải thích, họ nói chắc con bị bệnh ảo tưởng. Xin thầy giúp con và giải thích cho con hiểu rõ nguyên do vì sao và cách khắc phục. Nguyên do là vì cơm cúng xong nó nguội. Còn cách khắc phục là ăn mà vẫn bị thì khỏi ăn. Chứ ăn chi rồi để cứ bị hoài hỏi. Thật ra cái này á, nó chỉ là những cái hiện tượng, coi như là ngàn người mới có một, chứ không phải ai cũng vậy mà nó có. Thành thử ra tùy, nếu mình cảm thấy mà mỗi lần mình ăn vô mình khó chịu thì khỏi ăn nữa. Còn nếu mình muốn biết coi tâm linh này nó thật hay không thì mình khấn trước khi mình ăn. Xin các vị cho tôi được ăn chén cơm cúng các vị được khỏe mạnh, không có những cái bệnh tật gì xảy ra. Mình khấn thử, nếu mà được thì mình biết là một cái tâm linh đặc biệt. Còn không được thì thôi khỏi ăn. Chứ có gì đâu mà mình phải ăn chi rồi để mình cứ khổ hoài. Nó có nhiều cách để mình giải quyết. Thôi bây giờ còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà hết giờ rồi. Pháp Hòa sẽ trả lời mấy câu hỏi này ở chùa Đức Phước tối nay. Rồi, cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ mời đại chúng ngồi xuống, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe. Xin đại chúng chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi, chắp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Bạch thầy, con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy má con, không biết như vậy là sao? Chữ M có phải là má không? À, má. Trời đất ơi, tiếng Mỹ không biết mà tiếng Việt thì đã quên. Con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy em mờ. À, con cũng thấy ma. Tại vì em ít khi nào nghĩ tới ma, bởi em không đọc chữ này không ra. Khi mình nằm chiêm bao á, nó có 5 cái hiện tượng. Một là do mình ngủ cái thế nằm của mình nó không đúng, thì nó sanh ra những cái giấc chiêm bao, chúng ta gọi là ác mộng. Nhưng mà cái đó là do thế nằm. Thứ hai là tâm lý, tức là thường ngày có đôi khi mình cũng hay nghĩ về cái đó. Cái thứ ba là cái nghiệp của quá khứ.
không? Nhiều khi mình gặp một cái gì nó quá trong quá khứ, nó tác động mạnh vào cái tâm thức mình cho tới giờ nó không quên. Thì thôi bây giờ nói đơn giản là khi mình ngủ mình thường hay thấy những giấc chiêm bao không lành nói chung, thì quý vị cứ tập ngồi thiền, bởi cái đó là tượng trưng cho cái tâm nó thiếu sự an tịnh. Cái đó là nên tụng kinh, ngồi thiền, giữ tâm mình tịnh cho nhiều thì mình sẽ giảm cái này. Quý vị thấy con nít không? Nó mà chơi giỡn, nó hét cả ngày là tối ngủ nó mơ. Thì mình cũng vậy, trước khi đi ngủ mà coi phim bạo động, tối ngủ thế nào cũng quơ tay quơ chân. Hay là mình thích coi phim ma thì trước sau gì mình cũng ngủ, mình thường gặp những cái giấc chiêm bao, tại mình thích cái phim đó. Tại vì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó thu vô cái tàng thức của mình, mà cái tàng thức của mình là cái kho chứa. Tối ngủ mấy cái thức khác nó ngủ, nhưng mà cái ý thức nó làm việc, cho nên nó vô kho nó moi ra, nó kiếm ra, cho nên mình có chiêm bao. Có nhiều khi á cũng tự mình suy diễn nữa, chứ không có ai hết trơn á. Trong duy thức học cái gọi là độc cảnh, tự mình suy diễn. Cho nên cái chuyện mà mình quen với người ta hỏi anh tên gì, thấy không, rồi anh làm gì, cái mình diễn tả, mình tưởng tượng ra một con người đó tới hồi gặp nhau chớ giới không. Vậy là lâu nay mình độc cảnh, độc ảnh cảnh, tức là một mình suy diễn, một mình tạo lên một cái ước hình đó. Cho nên cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, đó là một cái ý nghĩa, một cái câu chuyện mà trong Phật giáo có thể giải thích một hình thức là tưởng tượng đó. Đó, mà cái tưởng của mình là nhớ là ít khi nào chính xác. Nghe tiếng sáo thổi hay, tưởng một chàng trai đẹp, tới hồi gặp đúng chàng Trương Chi rồi té ngửa. Thì khi mà cái cô công chúa gặp được cái anh chàng thổi sáo mà lâu nay mình tưởng anh đẹp đó, cái mình hết rồi. Tất cả những hình ảnh xưa nay mình nghĩ vậy biến mất hết. Bây giờ sợ quá không dám gặp anh nữa. Nhưng mà cái anh chàng kia xưa nay chỉ thổi sáo trên bờ sông một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm nay gặp cô gái này hút ảnh, ảnh bị nội kết. Cho nên một bên vừa xả được nội kết thì một bên bắt đầu nội kết. Con chăm sóc mẹ con nhưng mẹ con lại hay gây sự với con. Xin thầy quan hỷ cho con biết con phải làm sao cho mẹ con vui. Mẹ muốn vui cho nên mẹ mới gây sự. Vì không gây sự thì hai mẹ con rất là buồn. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì bây giờ á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nó có hai trường hợp để sinh sự. Có nhiều khi buồn quá không có chuyện gì, có nhiều nhất là già cả rồi. Nhiều khi hai vợ chồng hồi trẻ romantic lắm, mà tới về già gây lộn quá. Tại sao phải không? Già giờ đâu còn chuyện gì nói, chỉ kiếm chuyện để gây cho nó có vui nhà vui cửa. Có nhiều khi người già đó, thật sự ra không phải họ muốn cố tình đâu, nhưng mà đó là cái mình có thể gọi là cái sinh tật của người già. Thì thôi bây giờ á, mình đã chăm sóc mẹ được rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Chăm sóc mà thực sự ra chăm sóc về thức ăn sức khỏe không khó, chăm sóc tâm lý người già mới khó. Mà tâm lý người già thì nó thiên hình vạn trạng. Có người thì khó tính, cái gì cũng bắt lỗi. Có người thì thích kiếm chuyện để gây. Mỗi người mỗi kiểu, mà có người không nói gì hết, mình cũng biết đường đâu mà mình làm. Thấy không? Thì đó là những tâm lý của người già. Nếu mình chăm sóc được thân rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Nếu mà mình cảm thấy rằng mỗi khi mẹ nói cái gì mình chỉ nghe mà im lặng, mà mẹ sau đó mẹ cũng im lặng luôn, thì thôi mình cứ nghĩ đó như những tiếng vang rồi nó sẽ tắt. Chứ còn bây giờ hỏi làm sao, bây giờ Pháp Hòa suối, một là gây lại không được. Hai là biểu nhịn, cái quý vị nó sao lỗ vậy. Bây giờ nếu cho là lỗ đi thì thôi mình nhịn, mình mẹ mình chứ ai đâu mà lỗ với lời. Cũng giống như người ta nói tại sao anh sợ vợ, nó trời vợ tôi không sợ, sợ ai. Thì bình thường thôi. Thật sự cuộc sống á, nếu chúng ta cho nó nhẹ cái tự nhiên mọi thứ nó nhẹ theo. Mình hãy cho nó nặng cái tự nhiên nó nặng.
Thí dụ một lời nói người ta nói, mình có để được lên cây cân đâu mà mình kêu là lời đó nặng. Nhưng mà chẳng qua là nó nghe nó không có hợp với ý mình thì mình cho nó là lời nói nặng. Chứ bản chất lời nói nhiều khi người ta nói ra cái câu đó người ta không có ý đó. Có nhiều khi người ta vô tâm người ta nói, nhưng mà mình hữu ý mình nghe thì tự nhiên hai cái ý nó khác. Thôi thì bây giờ đơn giản là mình là một vị Bồ Tát lắng nghe. Có một cái cô đó cũng mới phone qua, cô nói thầy ơi bây giờ con khổ quá, chăm sóc ông chồng mà ông cứ chửi, ông nói sùm mỗi ngày cũng mệt ghê, nhiều lúc con cũng bỏ ông luôn vậy đó. Cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa chỉ cô cách quán nha. Giờ cô quán vậy nè, thôi kệ đi, bây giờ ví dụ như ông còn tỉnh, ông khỏe, ông nói tôi muốn ăn, cái ông nói cái mình làm muốn ăn khỏe. Nếu mà lỡ bữa nào mà ông bị stroke, ông hết nói nữa, cái mà ông muốn nói cái mình phải ráng nghe, chừng đó còn khổ hơn nữa. Thôi bây giờ ông còn đang nói rõ, mình nghe từng câu, nghe cho nó khỏe đi. Hai tuần lễ sau của phone tôi cảm ơn rối rít. Cô nói trời giờ con nghe con khỏe lắm, con không có sao. Thật ra tất cả là do cái mình quán chiếu, không? Do cái mình nhìn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người mà cứ lải nhải nói, thì thôi bây giờ mình quán vậy nè, nếu lỡ một ngày nào họ không nói được nữa, họ ớ cái nói gì, nói sao, nó nói kỹ tôi nghe, còn khổ hơn, thôi giờ nói được nghe đi cho nó khỏe. Cho nên mà quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không? Mình rù rì ngài cũng chịu, mà mình nói lớn ngài cũng chịu. Thí dụ mình đứng trước tượng của ngài mà nói Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát Phục Nguyện Phổ Môn Thị Hiện Thuyết Pháp Độ Sanh Lâm Nạn Xưng Danh Tầm Thanh Cứu Khổ, khen ngài ngài cũng cười. Mình lâm lâm mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. ngài cũng ngồi ngài chịu thôi. Kính thưa thầy, mỗi đêm con đều trì chú Đại Bi, thường thì hay nằm, xin hỏi thầy có tội hay không? Nếu mà nằm mấy năm nay bình thường thì thôi đâu sao đâu hỏi. Mấy năm nay nằm mà không hỏi, mà trước khi nằm không chịu hỏi, giờ nằm mấy năm rồi mới chịu hỏi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, tụng kinh trì chú niệm Phật á, nó chẳng qua là một cái phương tiện để giữ tâm mình. Thì mình hãy tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà chúng ta tùy nghi chúng ta hành trì. Cái quan trọng là tâm chúng ta đừng bất kính, thì cái đó nó thành tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi quá, không thể ngồi trì chú được, thì mình nằm, đó là vì hoàn cảnh mình nằm, mình trì chú bằng tất cả tâm thành thì có đó không có tội. Còn ví dụ mình có khả năng mình ngồi, mình nói ơi mệt quá nằm trì chơi thôi. Nó khác. Có một cô cũng hỏi thầy ơi, con nghe pháp thầy từ sáng tới tối, vô xe vô bếp chỗ nào con cũng ấy, vậy con đem thầy vô washroom luôn được không? Có hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói bây giờ có đem em vô trỏng em cũng có biết đâu. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, nếu như mà mình đem vô đó, mình ngồi mình nghe mình chứng đạo đó, thầy cũng chịu khó vô trỏng nữa. Nhưng mà có điều là bây giờ thôi, bây giờ mình nghe ổng từ trong xe vô tới trong nhà, tới nhà bếp phòng khách, thôi chỗ đó cho ổng nghỉ. Cái đó tùy mình đó. Bây giờ nói tóm lại là tùy lòng hảo tâm. Kính chào thầy, trước hết con cầu chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con mới học được thầy về trợ duyên. Vậy con nên làm gì để trợ duyên giúp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong lúc họ trầm cảm, bị bệnh? Thì thưa đại chúng, là trầm cảm là một cái bệnh
về tâm, mà hiện nay là phần lớn mình muốn giúp người đó, trước hết là mình phải có lòng thương và sự nhẫn nại. Kế đến á, là mình phải có thời gian để tạo những cái sinh hoạt. Ví dụ như á, mình đi đâu chơi, thỉnh thoảng nên dẫn họ ra ngoài. Tâm lý trầm cảm là tại vì họ có gặp nhiều khó khăn, không thể chia sẻ được với ai. Đâu phải mình tới mà họ nói mình nghe đâu, nhưng mình cứ kéo họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà họ đang nuôi cái trầm cảm của họ, đem họ ra khỏi đó trước cái đã. Mình đem ra khỏi một cái môi trường để mình làm cho người đó tươi tắn bằng cái một chút nào mình có thể, rồi từ từ mình mới có thể mình nói chuyện được với người đó. Cái điều này á, nó đòi hỏi tình thương lớn, nhẫn nại lớn và có thời gian. Rồi nhiều khi cái người trầm cảm á, họ rất là khó, tại vì mình không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mình bỏ phế họ, họ sẽ rút dần vào cái chỗ tối, cái bóng tối của họ, thì cái bệnh nó nặng hơn. Cho nên người nào mà thương bạn bè của mình á, quý vị có đi đâu dẫn họ theo. Nhưng mà họ, cái tâm lý họ là không thích ở đâu lâu. Cho nên rồi mình, chỗ nào mình biết là mình sẵn sàng đưa họ đi và sẵn sàng đưa họ rời khỏi chỗ đó khi họ cần, mình giúp họ bằng nhiều cách thì mới có thể được. Nhất là bạn bè đó, tạo những cái nhóm sinh hoạt với nhau để họ có thể gần gũi được và từ từ họ cởi mở. Kính thầy, con hỏi là trong Phật giáo có nhiều tông phái, hiện nay có nhiều vị thầy đề cao tông phái của mình đã làm cho một số Phật tử sơ cơ như chúng con rất hoang mang khi đi chùa vì chẳng biết theo pháp môn nào là phải, xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thời Đức Phật không hề chia tông nào hết, chỉ một tăng đoàn duy nhất. Nhưng sau đó Phật giáo được chia làm hai. Rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì do các cái pháp tu, một vị tổ nào đó tâm đắc với cái pháp đó thì cái pháp đó được xiển dương, rồi từ lâu ngày nó thành ra một cái tông. Ví dụ như là cái pháp môn niệm Phật. Đúng ra thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm sao? Không phải như mình bây giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là vậy nè: Phật là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, tức là nói những công hạnh cao cả của Đức Phật để chúng ta học theo những cái hạnh đó, gọi là niệm Phật. Thì khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền, khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền đến và vị tổ khai sơn xiển dương cái giáo pháp đó để gọi là gì, Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự không phải tổ Huệ Viễn, nếu mà nói là ngài là cái tổ gọi là khai sơn pháp môn, khai sáng pháp môn niệm Phật cũng chưa đúng nữa, vì cái đó là ngay có đã thời Đức Phật rồi. Và có thể nói tổ là một cái người phục hưng lại và duy trì và làm cho cái pháp môn này nó cụ thể một hình thức nào đó để cho người ta có thể nương theo, thì bắt đầu lập ra cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi cái vị tổ kia, ngài thích nghiên cứu về luật giới, ngài nghiên cứu về luật giới, chỉ dẫn hướng dẫn tu hành theo giới luật, lâu ngày cái tự lập cái tông gọi là Luật Tông. Rồi thích kinh Pháp Hoa, phát triển kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, cái gọi là Pháp Hoa Tông. Như vậy thì các cái tông, rồi giờ người đó trì chú, lấy câu thần chú để làm cái đề, làm cái kinh mình thường tụng. Thí dụ như tụng Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài câu đó để giúp cho tâm mình tịnh, thì cái đó gọi là mật tông. Như vậy thì 10 tông không phải của Phật, mà 10 tông đó là do tổ nương vào 10 cái pháp môn tu mà Phật đã dạy để gom nó lại thành một cái tông, để ai đó thích hợp với pháp nào, tông nào thì đi tìm cái tông đó cho nó dễ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: ở nước Mỹ mình á, một cái floor shopping á, nó có thể mình tìm được nhiều shop khác nhau. Nhưng mà qua Hàn Quốc á, muốn đi tìm mua đồ rất là dễ, tại vì người ta chia theo lầu.
ai muốn mua dụng cụ nhà bếp lầu số 2, ai muốn mua đồ chơi cho trẻ em lầu số 3. Tất cả những chủ tiệm, có thể hàng trăm tiệm trên cái lầu đó, nhưng mà chung quy chỉ bán một thứ thôi, đó là đồ chơi. Thì ai thích mua đồ chơi lên lầu đó rất là dễ, khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo đông tây về để tìm. Thì các tổ cũng có cái nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình gom nó lại thành một, để ai có cái thuận duyên với cái nào thì đi tìm với cái đó cho nó dễ. Cũng giống như mà quý vị đi ăn nhà hàng thôi, thích ăn đồ Mỹ thì vô nhà hàng Mỹ, thích ăn đồ Việt vô nhà hàng Việt, nhưng mà thủy chung cũng đều là thức ăn để cống hiến no đủ cho mọi người. Thì pháp môn không phải phân cao thấp, mà pháp môn để hướng dẫn chúng ta tu. Bây giờ ha, nếu như mình tu cái tông của mình mà mình không có hiểu được mục đích của tông, chữ tông là gì, là tông phái, là tông chỉ của cái pháp này, không hiểu được cái điều đó rồi đem cái này luận cao thấp thì cái đó thuộc về si mê. Mà muốn đưa cái của mình lên thuộc về tham. Mà người khác ta nghe vậy ta bực bội, cái người kia sân, ta chống lại mình, cái cả hai người leo thang sân, leo thang si, leo thang tham bằng pháp môn tu mà vướng tham sân si mà không hay. Cho nên á, thôi cái việc này á, là việc của các vị. Bây giờ ở đây trong phạm vi những vị có duyên với Pháp Hòa, hôm nay nghe là quý Pháp Hòa chỉ có cái lời chia sẻ vậy. Quý vị uống thuốc nào hợp, quý vị cứ uống. Và nhớ rằng, quý vị nhớ rằng, nếu đã là uống thuốc thì không thuốc nào hơn thuốc nào. Bệnh bao tử không thể nói anh thấy không, anh nghiệp chướng nặng bề bởi đau gan. Rồi anh đau gan chê anh đau bao tử, anh nào cũng đau giống nhau. Đã là bệnh thì không bệnh nào hơn bệnh nào. Mà đã có bệnh mới uống thuốc, mà đã là thuốc thì chỉ nhằm trị bệnh chứ không phải để phân biệt cao thấp. Tóm lại một lời của Tổ Ấn Quang, thuốc không phân tốt xấu, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp tu không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp tốt. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Câu thứ hai, xin thầy giải rõ cho ba pháp quy y. Quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật. Quy y pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Quy tăng, không quy bạn đảng xấu ác. Xin thầy giải rõ. Thưa đại chúng, ba câu này là sau này các tổ viết ra để cho chúng ta nương vào đó để chúng ta phát nguyện thôi. Thì cái câu này nói là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y bất cứ thần quỷ vật nào nữa. Tại vì Phật là gì? Là người thầy giác ngộ, phải không? Mà đã là mình có một người thầy giác ngộ thì mình theo người thầy là mình học. Còn thần quỷ là gì? Là những vị người ta còn phạt thưởng mình theo cái vui buồn của người ta. Mình cúng cho người ta thì người ta hoan hỷ, rồi không cúng hay là mình hứa cúng mà không cúng thì ta giận. Cho nên rồi nhiều khi mình cũng đồng hóa Phật với mời Phật, cũng giống như các vị này. Cho nên Phật tử không nên nói những câu này. Tháng rồi tôi hứa cúng chùa 200 mà tôi kẹt tiền tôi cúng còn có 100, bởi Phật quở tôi bệnh nguyên tháng. Đấy, mình đã biến Phật thành thần rồi. Nếu như mình hứa cúng 200 mà cúng còn có 100 mà Phật quở mình bệnh thì không phải là Phật. Cái này là thần quỷ. Chứ Phật tử là không bao giờ nói như vậy. Xin lỗi, bây giờ mình nói Phật ơi con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nữa muốn gì nữa. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy. Nói tôi hứa ăn chay 3 tháng mà tôi ăn mới còn có 2 tháng tôi ngã mặn cho nên tôi, bởi vì Phật quở tôi đau bệnh suốt. Không phải vậy. Phật không hề rảnh rỗi đi làm việc đó. Mà nếu thật sự Phật làm điều đó thì đâu phải là một đức Phật, phải không? Vậy thì mình quy y Phật thì không thể đồng hóa Phật với thần quỷ cái kiểu đó. Cho nên tại vì mình cứ nghĩ thần quỷ vậy cho nên mình đem Phật kiểu đó luôn. Cho nên nhớ là quy y Phật rồi
thì không quy cái kiểu đó, thì nghĩa là không đồng hóa Phật thần quỷ. Quy y pháp nghĩa là pháp là lời dạy của Phật, nói cho đủ là Phật pháp. Mà lời dạy của Phật có đủ hai yếu tố là trí tuệ từ bi. Còn nếu mà pháp thế gian thì nó lệch lạc vô cùng. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, pháp thế gian là mình là Phật tử rồi mà chụp hình không dám chụp ba người thì đó không phải là Phật tử. Làm gì sợ chụp ba người? Hỏi tại sao? Nói ba người xui. Vậy chứ mình quy y Phật Pháp Tăng không xui hả? Rồi hàng ngày mình chưng phước lộc thọ cũng ba ông à, phải không? Không có cái vấn đề. Những cái pháp như vậy đó là ngoại đạo tà giáo, nó không phải của Phật giáo. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là mình đem Phật về mình thờ, rồi người ta mới nói tại làm sao anh thờ Phật đứng, bởi số anh khổ hoài, thấy không? Bởi vì đứng nó khổ. Hỏi sao mới hết khổ? Thờ Phật ngồi. Rồi ta bưng ông Phật đứng vô gửi, thỉnh Phật ngồi về để. 3 tháng sau người khác chạy lên nói tại sao anh thờ Phật ngồi? Bởi lúc này anh thấy là làm ăn chậm chạp không? Bởi vì ngồi mà anh cầu Phật đứng dậy hơi lâu. Anh thờ Phật đứng, anh réo Phật đi liền cho nó lẹ. Cả hai đều là tà kiến hết, ngoại giáo hết. Lời dạy nào của Đức Phật có đủ từ bi trí tuệ. Cho nên quy y pháp thì không đồng hóa giáo pháp của Phật với những cái giáo nghĩa như vậy. Thí dụ như nói cúng cơm á, không có được cái người mới chết, không có được cúng mì, cúng bún, không có được cúng đậu đũa, đậu que, không có được cúng dưa leo, hễ tất cả những thứ gì mà trồng mà nó có dây á, có nhợ là không được. Hỏi tại sao? Nó cột chân người chết. Nó mì á, không được cúng mì, cúng bún, tại vì người chết mà bị quấn mấy cái đó lại cái họ đầu thai không được. Trời ơi, làm họ làm như họ không biết bức họ đi. Đó là một quan niệm không phải của đạo Phật. Cho nên nếu mình còn cái tư tưởng đó thì mình chưa phải là người học pháp của Phật. Rồi thậm chí là mình còn cố chấp vô những cái giáo pháp như là thọ Bồ Tát giới, là không được ăn đồ cúng, tụng chú Đại Bi không được ăn đồ cúng, ở nhà không được mở nái niệm Phật, không được mở máy tụng kinh, tại vì mở máy niệm Phật, mở băng tụng kinh là ma quỷ nó theo, làm như ma quỷ nó mê lời kinh lắm vậy. Rồi ở nhà mở nhạc cả ngày, lỡ quỷ ma nó mê nhạc rồi sao? Sao không nghĩ? Sao không nghĩ vậy mà cứ nghĩ mở kinh là ma nó vô? Rồi mở nhạc cả ngày rồi rủi gặp ma, nó không thích kinh, nó thích nhạc rồi sao? Đi tụng đám tang không dám đi về nhà, ghé vô công viên nào mở cửa ra nó mờ ma đi xuống. Bây giờ nếu mình mở cửa mà nói ma ơi xuống đi, nó đi xuống thiệt, mình dám đứng đó mình đóng cửa lại đi về không? Đó là ngoại đạo tà kiến. Bây giờ quy y tăng không quy y bạn hữu ác đảng. Tức là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh hòa hợp. Đó là nghĩa của chữ tăng. Thế thì chúng ta là những người có thể có hình tướng tăng, danh nghĩa tăng, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình có hòa hợp không. Nếu mà không hòa hợp là mình là đảng khác rồi, không phải là cái tăng thể của như Phật. Và cái câu nó là vậy. Ráng 2 câu nữa thôi. Con có thắc mắc mong thầy giúp con. Tại sao tỳ kheo ni thọ tỳ kheo thọ 250 giới, tại sao tỳ kheo ni phải thọ 348 giới? Có phải người nữ nhiều tội lỗi hơn không? Thưa đại chúng, ở một cái đất nước Mỹ 52 tiểu bang, mà có thể nói không tiểu bang nào luật lệ giống nhau. Tại sao? Tại vì quốc độ mỗi nơi nó mỗi khác. Pháp Hòa ví dụ, ở Cali vì có động đất cho nên không có xây basement. Nhưng mà qua Oklahoma, nhà nào xây cũng phải có một cái hầm
để mà trốn những cơn trốn. Nhưng mà nếu mà mình nói qua kali xét nhà phải làm cái hầm đó có cần không? Không cần, bị gì kali nó không có những cơn trốn đó. Nhưng mà qua Oklahoma là nhà nào cũng có cái hầm hết, ở ngay cái garage. Nếu mà hầm cũ thì trong nhà, mà sau này là nằm ngay garage, mà sau này làm rất là tối tân, để khi báo động lên có một cơn trốn đi ngang thì tất cả chui xuống hầm đó. Mà thậm chí bây giờ có nước nôi đổ dưới để mình trốn một cái thiên tai nó tới. Như vậy thì nó tùy theo mỗi quốc độ mà nó có những cái trường hợp luật lệ khác nhau. Cũng như thế, nam và nữ khi đi tu có những khó khăn khác nhau, thì có những cái điều kiện làm cho mình đẹp hơn. Đại chúng cứ nhớ như thế này, giới luật không phải làm cho chúng ta bị gò bó, mà giới luật làm cho chúng ta đẹp hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói là giới luật, nhưng mà thật sự không có gì giới luật cả. Phần lớn là nó thuộc về ở cái mặt oai nghi, nét đẹp. Ví dụ, một thầy tỳ kheo đi không được đánh đàn xa, đi không có tay chân bài hải vậy. Tỳ kheo không được đi kiểu đó. Ví dụ vậy, đó là một giới. Mà tại sao phải thiết lập nó thành giới? Bởi vì thiết lập nó thành giới để chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta ráng giữ. Mà giữ được cái đó đẹp cho ai? Đẹp cho mình. Một vị tỳ kheo không được ngồi chồm hổm thì nó thành một giới. Nhưng bây giờ đối với người nữ, người nữ có những khó khăn về mặt đời sống của người nữ, ví dụ nội thân thể thôi là cũng đã có nhiều khó khăn rồi, thì nó có những cái điều lệ để nói lên, để giữ được cái sự thanh tịnh, trong sạch, đẹp của người nữ. Vậy thì đại chúng, cái này nó không có phân biệt, và cũng không phải vì người nữ tội lỗi nhiều mà có giới nhiều, không phải vậy. Mà do chúng ta có nhiều vấn đề trong cái cuộc sống của người nữ thì chúng ta cần có những cái điều lệ được đặt ra để chúng ta áp dụng, để chúng ta có được một cái đời sống tu rất là an tịnh. Quý vị thấy được cái điều, cái giới không? Giới không phải làm cho chúng ta gò bó, mà giới làm cho chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như trong luật nói không được vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Tại sao? Tại mình nhai cơm nói chuyện thì cơm bún nó văng ra, mà người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy mình tùm lum miệng, nó mất cái đẹp của người tu. Vậy không lẽ nói Phật bất công, ăn cũng cho nói nữa. Thì cái đó là cái nét, giữ được cái đó nó đẹp. Rồi ví dụ như này, trong khi ăn không được gãi đầu. Tại sao? Tại vì sợ bụi văng qua tô người khác. Trong khi ăn lỡ thấy một sợi dây thun, một con ruồi mũi gì, im lặng lấy giấy, lấy đồ gói lại. Chứ không có giờ, trời ơi trời, coi nè. Coi nè, coi nấu ăn nè. Mình to vậy sợ con ruồi. Mà thí dụ như mình không thấy con ruồi nó chết trong đó, ăn không? Vẫn ăn bình thường mà có chết đâu. Nếu mình nói lên mà mọi người người ta gớm nhờm cái chuyện đó, người ta bỏ nguyên nồi canh đó, có phải là cái lỗi không? Cho nên mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như nó là khi đi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh đốn lại áo quần cho ngăn nắp. Cái đó là nét đẹp của mình. Thế thì một người tu nói giới nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả phần lớn nó đều là cái ở cái mục oai nghi hết. Nó có hai phần, ác tác và ác thuyết. Ác tác là cái lời, cái hành động nó có thể làm nên cái xấu. Ác thuyết là lời nói. Ví dụ như một vị không được đi nó thọc tới thọc lui chuyện của hai người đó, nếu mình làm điều đó gọi là ác thuyết. Không? Còn mình ví dụ như đi đánh đàn xa là ác tác, tức là làm hành động không đẹp. Mà người nữ thì nó cũng có những cái khó của người nữ, cho nên người nữ được cái nhiều hơn. Mà cái nhiều hơn đâu phải là tội lỗi nhiều, mà làm cho mình càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Chờ quý vị đừng có buồn là ôi sao Phật bất công. Phật không bao giờ chế giới trước nha. Ai phạm tới đâu chế tới đó. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái chỗ phạm của người mà Phật chế một giới. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ của chư ni có 348 trường hợp được phạm, được vi phạm. Cho nên 38 trường hợp được thiết lập thành quy luật. Chư Tăng có 205 trường hợp vi phạm,
cho nên mới có 200 năm trường hợp giới. Chứ Đức Phật không hề nói rằng hôm nay các thầy tập hợp lại đây nghe tôi đọc một bản 250 điều các thầy không được làm. Người ta sẽ hoang mang và nói rằng Phật không có dân chủ. Chúng tôi có phạm đâu mà áp đặt điều luật. Phạm điều nào chế điều đó. Rõ ràng ở quốc gia quốc độ này cũng thế. Cái thời chưa có cái cell phone, luật Mỹ chưa bao giờ có cái chuyện là cấm nói cell phone trong khi lái xe. Mình cũng chẳng biết cái cell phone là gì nếu 30 năm trước. Vì sau này có chuyện có cell phone. Mà lúc có cell phone cũng chưa có cái luật mà cấm nói phone. Do sau này tai nạn xe cộ quá nhiều, bắt đầu luật mới áp dụng là khi lái xe không được nói phone, khi lái xe không được bấm GPS, vì lo ngó cái đó lủi ràng trước. Nhưng mà có người phạm, nó hình thành những cái điều phạm rồi, nó gây những tai nạn rồi, luật chế ra tất cả phải tuân hành vì nó là một sự thật. Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ dân chủ. Điều gì chúng ta phạm Phật mới nói, chứ không phải tự khi khổng khi không rảnh quá ngồi suy nghĩ điều gì phải làm. Cho nên thưa đại chúng là gần 350 vấn đề được xảy ra thì 350 vấn đề được hình thành. Giờ câu cuối. Cha mẹ con đã mất trên 10 năm, tro cốt của cha mẹ con được gửi trong chùa. Nay con có nên lấy tro cốt của cha mẹ để rải trên núi hay không? Nếu muốn biết điều này, tối nay hỏi hai bác. Ba má ơi, con muốn rải ba má có ok không? Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Thật ra đó, nếu chúng ta hiểu tận cùng của đạo lý thì tro cốt cũng chỉ là cát bụi. Rải xuống sông, xuống núi, xuống gốc cây đều được hết. Nhưng bởi vì chúng ta là người sống có tình cảm, người cha mẹ đi rồi chúng ta giữ chút gì đó để gọi là cái kỷ niệm, thì chúng ta có để chúng ta tưởng nhớ vậy thôi. Nhưng đến một lúc nào đó mình già yếu rồi, bây giờ mình biết rằng thế hệ con cháu sau này của mình chắc gì nó giữ, nó thăm viếng, nó thờ cúng, thì thôi trước khi mình theo ông bà, mình giải quyết những cái gì mình có thể giải quyết được, đem đi rải sông, rải biển, rồi lên núi gì đó tùy mình. Bởi vì mình biết cái tốt sau con cháu mình là nó không còn được cái điều như mình làm rồi, thì mình giải quyết ở đây là vì mình muốn gọn cho mọi việc thôi, chứ còn không có chuyện đúng sai gì trong vấn đề này hết, mà cũng không có nên hay không nên gì trong việc này hết. Mà mọi nó phải tùy theo mỗi hoàn cảnh, nó tùy theo mỗi gia đình mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó thôi, chứ còn có gì đâu không nên với nên. Cát bụi mà, phải không? Mình cứ ca hoài những cái bài hát đó đó. Một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, phải không? Cho nên á, mình trở về và cát bụi là điều tất nhiên thôi, không trước thì sao. Có những ngôi mộ chôn xong mấy chục năm sau không còn người thăm viếng, siêu mồ lạc mã, thì cũng trở thành phân bón trong tương lai thôi. Cho nên cái vấn đề này tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Quý vị cứ làm gì mà thuận tiện nhất cho gia đình mình thôi là được. Thì hôm nay trong cái buổi tối này chúng ta mất gần 2 giờ tiếng chứ tiếng rưỡi ha, để trả lời những câu hỏi đúng theo cái sinh hoạt chương trình của mình. Thì Pháp Hòa xin lỗi vị Phật tử viết những câu hỏi mà thuộc kinh điển Đại Thừa, dẫn chứng rồi vân vân đó, thì Pháp Hòa không đủ thời gian. Và ở đây phần lớn thì có thể cũng khó hiểu được những cái điều mình sắp nói. Thôi thì quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa gửi lại câu này, Pháp Hòa sẽ nói ở một cái buổi nói chuyện khác. Tối hôm nay vì mình đã kêu gọi rồi cho nên là những câu hỏi rất đông. Nếu trả lời hết cái này thì hết thời gian, thì phụ lòng những câu hỏi khác. Mong quý vị hoan hỷ, ai cũng công bằng là mỗi người một câu hỏi. Thì chúng ta đã giải quyết xong tất cả những câu hỏi này theo cái khả năng của Pháp Hòa. Có thể Pháp Hòa chưa giải tỏa được hết, chỉ mong là các vị tạm nhận một chút gì đó
rồi sẽ cầu thỉnh ở các bậc cao đức khác. Phần pháp quà biết nhiêu nói tới đó thôi. Thì mong đại chúng hoan hỷ cho những thiếu sót. Thì một lần nữa chúng con tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng Ni ở tại Chân Không Thiền Viện cũng như là Chùa Thanh Nguyên đã tạo duyên cho chúng con trong suốt 3 ngày qua. Và trong thời gian chúng con ở đây và sinh hoạt với đại chúng, nếu có điều gì sơ sót, mong trên Hòa Thượng, Chư Tăng Ni và đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.